Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc gọi đến từ Phú Thọ. Alo, chào bạn trẻ đến từ Phú Thọ. Vâng, em nghe đây ạ. Bạn nói câu hỏi đi. Dạ, cho em một lời khuyên là bây giờ chúng em yêu nhau được hơn 1 năm rồi, xác định đến chuyện cưới xin, nhưng mà anh ấy thì không muốn cho em đi dạy học ở xa, chỉ muốn là ở gần nhà ấy. Vâng. Bây giờ em không biết làm nào, cho em xin lời khuyên. Ở xa là tận đâu hả bạn? Em dạy học ở trên Hà Giang, còn anh ấy thì ở gần nhà em ở Phú Thọ. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia của chương trình, sẽ chia sẻ với bạn nhé. Anh xin mời anh. Chào em. Em đang dạy học ở trên Phú Thọ là ổn định hả? Hay là dạy hợp đồng hay là trong biên chế rồi? Em dạy học ở trên Hà Giang. Em ở Phú Thọ Giang, nhưng mà em lên Hà Giang dạy học ạ. Là vào biên chế rồi anh ạ. Mà yêu một anh ở quê nhà đúng không? Vâng ạ. Và anh bảo muốn là nếu mà thành vợ anh phải về quê cùng cơ, chứ còn cứ vợ Hà Giang, chồng Phú Thọ thì anh không cưới nữa. Vâng, đúng rồi ạ. Trước đây đã bao giờ bàn đến cái chuyện chưa, lúc mà yêu nhau hay lúc ấy là cái khoảng cách Phú Thọ Hà Giang nó chẳng là cái gì cả? Đúng ấy, lúc yêu thì anh hỏi là em đi đâu anh cũng đi được, nhưng mà bây giờ xác định đến lúc cưới thì anh lại không muốn như thế nữa. Nên bây giờ em thấy khó xử quá. Này, thế thật sự là bỏ anh ấy em có tiếc không? Dạ bây giờ thì căn bản là nhà em thì chỉ có một mình em thôi, nên là con một mà, nên là bố mẹ thì muốn lấy chồng ở gần nhà để dễ để chăm sóc hơn. Bây anh ấy thì cũng muốn thế. Không muốn là lấy chồng ở xa, chứ còn lên trên đấy mà lấy chồng thì lại xa quá. Ra là rất là khó. Bây giờ em bảo là một bên thì là bố mẹ như thế, một bên công việc của mình, rồi em không biết chọn lựa như thế nào. Tức là anh ấy thì cũng muốn là cưới ở nhà rồi lẩn quẩn quanh nhà vợ chồng có nhau, tiện thể chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ thì cũng lại đồng ý là như thế. Chỉ có mỗi một mình thì mình chỉ tiếc cái món công việc thôi, đúng không? Thật ra quyết định, người quyết định cuối cùng là em. Em cân nhắc kỹ xem cái điều gì đối với em là quan trọng nhất. Cố thủ ở trên ấy để mà có cái công việc, để rồi mẹ già, bố mẹ già không ai trông, để rồi người yêu đã gắn bó với nhau bao nhiêu năm đi lấy vợ khác, còn mình thì đứa vẫn đàng hoàng là cô giáo trên vùng cao. Hay là thôi thì về dưới này có vợ có chồng có bố có mẹ rồi, công việc ta chẳng làm việc này thì việc khác, mình có chuyên môn rồi cũng sẽ có lúc mình kiếm được việc ở dưới này. Tức là mình phải là người làm cái ra kỹ năng ra quyết định ấy mà, cân nhắc xem giữa cái được cái mất, nếu ở trên ấy thì mình sẽ được cái gì và mất cái gì, xong so sánh giữa cái được cái mất thì xem bên nào thấy nó lớn hơn, bên nào mình thấy rằng là nó hợp lý hơn. Chứ còn thì trong bất cứ một sự lựa chọn nào trong trường hợp của em đều có những cái thiệt thòi, tức là giữa hai con đường đều có những cái chông gai, mình chọn cái đỡ chông gai hơn, chứ còn nếu mà chỉ toàn thuận lợi thì không có đâu, đúng không? Đều có mất mát cả, cái gì đỡ mất hơn. Thật ra em phải thông cảm với một người con trai, đúng là lúc yêu thì bảo nhảy vào lửa cũng lúc nhà lại nhảy, nhưng mà bây giờ lấy vợ, mong muốn người đàn ông và cũng như là người phụ nữ lấy vợ lấy chồng là làm gì, là gần gũi gắn bó chia sẻ, đặc biệt trong hoàn cảnh nhà em nhà anh ấy cũng gần nhau, gia đình neo người, thì cái mong muốn là cưới vợ để ở gần nhà cũng là cái mong muốn chung của nhiều người, đúng không? Thế thì cân nhắc thật kỹ đi, xem rằng là không muốn mất tình yêu này, rồi lại cũng muốn gần gũi bố mẹ, lại được sống ở quê nhà, ngoài ra nhìn trước nhìn sau anh nọ em kia bạn bè nhiều, với cái việc là hơi khó khăn ở trong công việc một chút, xin việc dạy học ở quê không biết là có dễ không, nhưng có thể là lúc đầu chưa được thì mình có khi lại phải dạy hợp đồng, hay là thậm chí phải làm một cái nghề khác mà nó không liên quan đến dạy học, nhưng mà những cái được kia nó lớn hơn chẳng hạn, thì đôi khi cuộc sống cũng buộc ta phải hy sinh một chút. Thế còn nếu như mà chỉ muốn là thuận lợi mà không có hy sinh nào thì cũng khó, đúng không? Không biết là cái tiếng gọi ở nhà nó có lớn hơn, nó có kéo em xuống núi được không? Cũng hy vọng ra là tiếng kêu của cái cầu khẩn của anh ấy cũng như là bố mẹ già sẽ giúp em ra quyết định sớm hơn. Đám cưới định là cuối năm hay là sang năm? Định cuối năm nay ạ. Cũng còn có vài tháng nữa thôi, có đôi ba tháng hè để bàn thật kỹ nhá. Và biết đâu cái sự gần gũi với gia đình, với bố mẹ sẽ làm cho em cảm nhận thấy rằng là quyết định nó dễ dàng hơn. Rất may là bây giờ đang ở cạnh anh ấy rồi, lại có cả bố mẹ nữa, đúng không? Hy vọng rằng là sẽ có một đám cưới trong đầu thu. Tất nhiên sẽ buồn phải chia tay các em nhỏ ở trên đấy, nhưng cũng có thể biết đâu có những cách khắc phục khác thì sao. Vẫn cưới rồi anh ấy vẫn chấp nhận cho mình đi một thời gian, rồi sau này khi có con thì sẽ tính sau chẳng hạn nha. Rồi chúc vui vẻ nhé. Cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Hy vọng là bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào bạn trẻ từ Thái Nguyên. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Tôi là bác sĩ ạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Chị chào em. Em nói đi, chị nghe em nói đây. Chị ơi, em đã từng bị sảy thai một cách đây hơn một năm rồi. Và sau lần bị sảy thai đấy thì em bị viêm nhiễm liên tục trong 6 tháng và em vẫn đi điều trị nhưng mà nó cũng không khỏi chị ạ. Và bây giờ thì và mấy tháng gần đây thì kinh nguyệt của em rất đều nhưng mà nó ít đó chị ạ. Còn gì nữa không em? Và em cũng lo là không biết sau này liệu có sinh ra được không chị ạ? Đúng rồi. Cái sự lo lắng của em nó rất là đúng, là cái vấn đề sức khỏe mà mình rất đáng phải quan tâm, đúng không? Bởi vì mình đã lập gia đình và mình rất là mong muốn là có con. Cái lúc mà em sảy thai ấy, thì thai được bao nhiêu tuần em? Thai được hơn 4 tuần chị ạ. Thế hả? Khi mà cái việc không may đấy nó xảy ra thì em đã xử lý ở đâu? Dạ, em hôm đấy là vào chủ nhật thì đi đến bệnh viện. Thì bác sĩ là bảo đợi mãi nhưng mà bác sĩ giới thiệu cho một bác sĩ tư nhân khác, thế là em vào tư nhân. Thế à? Vâng. Sau đấy thì em cũng được dùng kháng sinh rồi là được bác sĩ người ta tư vấn cho cái giữ gìn vệ sinh cũng như là những cái chăm sóc cơ thể đúng không em? Dạ, được ạ. Thế à? Sau khi mà bác sĩ người ta xử lý cho em như vậy thì bao nhiêu lâu sức khỏe của em trở lại bình thường? Dạ, cũng chỉ một tuần sẽ trở lại bình thường thôi chị ạ. Lúc đấy một tuần là đã sạch hết máu rồi đúng không? Không, độ 2-3 ngày lại ạ. Đấy, chị hỏi kỹ cái chỗ mà bác sĩ người ta can thiệp cho em ấy, cái đình chỉ thai nghén đấy là vì cái lý do mà mình sảy thai ấy, thì tương đối là tại bên tâm được. Thế sau đó bao nhiêu lâu thì em lại bị viêm phần phổ, viêm cơ quan sinh dục? Em sảy thai là vào tháng 6, thì tháng 12 em bị. Tức là sau 6 tháng sau thì em bị đúng không? Lần này em bị, tại sao lại để thời gian kéo dài như vậy? Em có đi khám ở đâu không? Và có được bác sĩ về chuyên khoa sản phụ khoa điều trị cho em không? Chị ơi, em khám cũng nhiều nơi và em cũng đã xuống bệnh viện phụ sản Trung ương rồi chị ạ. Bác sĩ cũng khám và cứ đơn thuốc cho em. Nhưng mà nó không đỡ chị ạ. Cứ điều trị xong là nó lại cảm giác có bị tái phạm rồi em ạ. Thế à? Thế ở dưới đấy người ta có làm xét nghiệm cho em không? Có chị ạ. Người bác sĩ có nói là em bị cái gì không? Chị ơi, cái xét nghiệm của em thì chỉ có cái thực khuẩn gram âm với cái bạch cầu là 2 cộng thôi, còn tất cả là âm tính. Thế thì cái nguyên nhân của mình ý, thì nó là do vi khuẩn rồi, đúng không? Chứ nó không phải là do nấm hay gì nữa. Bọn em mới quan hệ với nhau gần đây thì em lại thấy khó chịu và đi khám thì bác sĩ đã cho làm xét nghiệm cho em. Thì em lại bị lớn thế ạ. Cái việc mà mình điều trị ngay từ cái đợt đầu tiên ý, thì em chỉ điều trị một mình em mà chồng em có điều trị cùng không? Có uống thuốc ạ. Thường thường là khi điều trị những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục thì người ta điều trị cả hai người, tức là điều trị cả bản thân cái người bị và điều trị bạn tình hoặc là chồng cũng bị nữa, bởi vì nó là cái bệnh lây qua đường tình dục. Nếu như mình điều trị nó không dứt điểm cho cả hai người thì có khi người này khỏi lại bị lây từ người kia và nó cứ tạo thành cái vòng luẩn quẩn như vậy, cho nên điều trị nó rất là khó. Theo chị thì thế này, thôi thì cái lần trước thì mình sẽ không nói đến nữa, mà bây giờ quan trọng là em phải điều trị cho cái lần này đi, cái lần mới này đi nhá. Trong lúc mình đang điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục thì tốt nhất là không nên có quan hệ tình dục. Còn nếu như mà có quan hệ tình dục thì phải có biện pháp bảo vệ, tức là mình phải dùng bao cao su. Bên cạnh cái việc điều trị cho bản thân mình thì em phải bồi dưỡng để nâng cao sức khỏe lên, nó tăng cái sức đề kháng của mình lên. Phải vệ sinh cả quần áo của em nữa, kể cả của chồng nhá. Riêng điều trị những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa mà do nấm thì em phải điều trị thật dứt điểm thì nó mới khỏi hết. Còn nếu không nó rất dễ bị tái đi tái lại và lúc đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Điều trị không dứt điểm mà để cho nó viêm nhiễm lên cao, nó có thể gây viêm phần phụ hoặc là vòi trứng vân vân, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng có con của em sau này. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Vâng, xin cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Alo, thính giả gọi điện từ Hà Nội phải không ạ? Vâng. Vâng, chào anh, câu hỏi của anh là gì thế ạ? Câu hỏi của tôi là cách đây khoảng độ 75 năm
Tôi bị một cái tai nạn lao động nhỏ thôi, bị dập một bên tim hoàn. Tôi cũng đã đi bệnh viện, đã được điều trị. Đến bây giờ là tôi cảm nhận là tất cả là cái bên tim hoàn thì nó cũng là bình thường, nó không bị đau gì cả. Nó chỉ có bao nhiêu là bị xùi ra, nó thành một cái như kiểu viết sẹo, một hạt lạc. Nhưng mà cái tình hình tình dục bây giờ của tôi cảm tưởng là nó để tăng lên. Vâng, vậy và bây giờ thì anh gọi điện tới chương trình thì với cái mong muốn gì ạ? Vì là 7 năm vừa rồi thì cho đến nay thì anh không cảm thấy đau, đúng không ạ? Đau. Vâng, và trong quan hệ vợ chồng thì vẫn cảm thấy bình thường và thậm chí lại còn tốt hơn. Vâng. Vậy thì không biết là anh có cái mong muốn gì khi gọi điện tới chương trình ạ? Tôi chỉ muốn là một là cái dấu dập thùi ra có vẻ là càng ngày nó càng thấy lớn lên. Trước hết nó bằng hạt đỗ, nhưng bây giờ nó bằng hạt lạc rồi. Vâng. Đau thì không đau. Vâng. Cái điều đấy thì khiến cho anh cũng băn khoăn và cũng có một chút lo lắng, không biết là có ảnh hưởng gì tới sức khỏe nói chung cũng như là sức khỏe sinh sản của mình, đúng không ạ? Vâng, vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Vâng. Cái mà nó sùi sùi ra thì chưa tưởng tượng được đâu anh ơi. Tức là ở bên mà mổ dập tinh hoàn ấy là nó có vết mổ đúng không? Thế và không, cái dập ấy thực tế là mới chỉ có điều trị uống thuốc thôi chứ nó không phải là vỡ hẳn ra. Rồi, thế sùi là sùi ở đâu cơ? Nghĩa là cái chỗ vỡ ra là nó có một tí, nó sùi ra. Nó có lớp da ở bên ngoài cơ mà. Sao nó sùi được cái gì ra? Nhưng mà nó không sùi ra, nhưng mà nó kiểu như là bây giờ là mình sờ vào là mình thấy. Rồi. Lớp da này vẫn còn đúng nguyên. Rồi, thì tại vì anh nói là nó sùi ra, tôi đang tưởng tượng không biết là nó sùi kiểu gì. Thế thì có thể là cái bên bị dập ấy, người ta cho uống thuốc đúng không ạ? Thế rồi là nó khỏi. Tuy nhiên là khi mà uống thuốc xong thì anh thấy là bên đấy nó nhỏ lại, nó chỉ bằng hạt đỗ thôi, đúng không ạ? Vâng, thế bây giờ sờ thì thấy nó to to bằng hạt lạc, nó to lên. Chắc không vấn đề gì. Thế nhưng mà để cẩn thận thì khi nào hết COVID ấy, thì mình cứ đi khám xem. Khám xem là nó to thì nó cũng to chậm thôi. Như anh tả thì nó cũng to chậm. Và người ta thường là những cái khối u gì đấy, người ta hay nghĩ đến cái sự lành tính với ác tính, đúng không? Thế nhưng mà nghe như anh tả mà 7 năm từ hạt đỗ ra đến to bằng hạt lạc thì chắc là cũng không ngại lắm. Tuy nhiên vẫn cứ khi nào rảnh rỗi hết dịch đi khám nó dễ dàng thì mình cứ đi kiểm tra sức khỏe tổng thể một lần, đúng không ạ? Để có cái gì đấy thì dễ kiểm soát. Thế và cái nữa là anh lại thấy rằng độ này khi ham muốn nó lại tăng lên ạ. Vâng. Giờ này có vẻ ham muốn nó về tăng lên mà lại khỏe thêm. Vâng, thế có phải là tại vì đợt này là COVID cho nên ở nhà, cho nên rảnh rỗi hơn, gần vợ nhiều hơn, xem vô tuyến rồi xem nhạc nhiều hơn, cho nên là nó cũng tâm hồn nó cũng thăng hoa hơn không ạ? Tôi cũng không to lắm, nhưng mà có khi tôi cũng đã tưởng như thế, bởi vì là tôi cảm tưởng thế nó mạnh lên. Vâng, nếu có thì là do cái cơ thể mình nó thúc giục và mình làm cái việc đó. Thế nhưng mà cũng nhiều người ạ tâm sự là trong cái dịp COVID này nó cũng có hai mặt. Cái ở nhà thì nó cũng bức bối, nhưng mà ngược lại nếu người ta chấp nhận và người ta cải thiện, người ta thay đổi cái lối sống nó gần vợ gần con nhiều hơn, rồi người ta được rộng rãi thời gian để người ta trở lại những cái điều mà người ta thích ấy, nghe nhạc, và từ đấy tâm hồn nó cũng lãng mạn hơn ấy, và rõ ràng nó sẽ dẫn đến cái chuyện kia và mình sẽ cảm thấy nó thăng hoa hơn ấy ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Thanh Hóa. Alo, thính giả của điện từ Thanh Hóa phải không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em chào chương trình ạ. Em muốn có một câu hỏi về hôn nhân gia đình nhá. Vâng. Vâng, nói chung là em nói thật sự thì mà nói là em lấy chồng, hai vợ chồng kết hôn đến 15 năm nay rồi. Mà anh nhà em thì lúc là lâu nay thì không có cái tính đi gái. Mà thực sự ra anh đến 2 tháng nay á,
là anh có ngoại tình bên ngoài. Em bắt gặp mà em đã răn đe rất nhiều lần mà anh cũng xin, anh nói là anh thôi rất nhiều lần nhưng mà thực tình là anh không có thôi được. Thì bây giờ em không biết giải quyết bằng cách nào được, em cũng nói là em ly dị nhưng mà anh cũng không ký. Mà em cũng làm nhiều cách, em cũng biểu anh em khuyên răn là nó không được, không biết bây giờ em rất là bối rối, em không biết là làm thế nào được. Thì em xin chuyên gia là có cho em một cái lời khuyên để giải quyết làm sao để cho nó ổn thỏa với trong cái gia đình đó. Bây giờ em rất là bối rối, thật sự mà nói. Vâng. Anh chị lấy nhau thì đã 15 năm rồi đúng không ạ? Và cuộc sống thì êm ấm, chỉ có cách đây 2 tháng là anh ấy có quan hệ với người phụ nữ khác và chị cũng đã bắt gặp rồi. Hai anh chị thì cũng đã nói chuyện với nhau rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Và anh ấy thì vẫn cứ như thế không thay đổi đúng không ạ? Vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé, để xem có cái giải pháp gì để giúp chị không ạ? Dạ vâng. Anh ạ. Rồi, xin chào. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, buồn không? Rất buồn anh ạ. Rất buồn. Cháu lớn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu lớn năm nay 14 tuổi rồi ạ. À, 14 rồi. Mình hai đứa hả? Dạ vâng ạ. Mình có làm việc công tác hay mình sống ở nông thôn? Em sống ở nông thôn nhưng mà em cũng làm việc xã hội anh ạ. Trong xã hội thì em cũng nói thật là em cũng là người có tiếng nói đó. Rồi. Trong xã hội đó. Rồi. Mà bây giờ anh ấy thì đi ngoại tình mà thực sự ra để nói là em huyên răn rất nhiều lần. Em nói nhỏ cũng được, em nói đi nữa. Em nói rất nhiều lần là con cái bây giờ anh lớn rồi á. Anh phải xử thể diện cho con á. Mà mình đây đang nói là cứ từ từ để khai thác. Ông xã thì làm công việc gì? Anh ấy thì nói thật là anh cũng đi làm, anh cũng đi khoan á anh ạ, anh đi khoan giếng thôi, anh cũng đi làm vâng. Đi khoan giếng thuê hả, ai làm thì kêu gọi. Cái đối tượng mà anh ấy, mình cứ gọi là ngoại tình ấy, thì là người như thế nào? Người cùng làng, cùng xã hay là một cái người mà bà chủ gọi điện đến để anh khoan giếng, xong khoan giếng xong cho bà ấy, thì bà ấy bảo rằng là, đấy, đại khái là đối tượng thế nào? Dạ, cái đối tượng này là nó cùng xã anh ạ. Ừ. Bây giờ nó thì chồng nó chết rồi á, nó mất đi rồi á. Mà quá chồng đúng không? Ừ. Mà cũng trẻ đúng không? Vâng, mà bây giờ thì lâu nay anh em lại cũng không có cái tính gái gú. Mà tự nhiên là gặp cái em này, cái cô này là tự nhiên là nó lôi kéo. Thực tình là em cũng vô tình thôi, em cũng không ngờ là có. Vì lâu nay anh lại rất là đàng hoàng tử tế, em lại không để ý đến. Ừ. Thực ra thì sau em lại cứ phát hiện ra là anh cứ lén lút, em cũng không để ý. Ừ. Sau mãi sau em bắt gặp là hai người nói chuyện với nhau, rồi sau điện thoại nhắn tin thì em bắt gặp em nói nhiều lần nhưng mà cũng không được. Tóm lại là cái cô này thì là cô quá chồng và cô cũng ở gần làng, gần xã của mình. Mà mình mới thấy là chồng mình cứ hay nhắn tin gọi điện với hẹn hò mới đến nhà cô chơi thôi. Chứ cũng dạ, chưa không, thấy có cái gì đấy. Không, em ngắt lời anh ạ. Không phải đến nhà chơi. Mà thực thì anh cũng thú nhận với em, ông đã đi ăn ngủ với nhau rồi anh ạ. Có quan hệ rồi chứ không anh phải anh là... nói rồi đúng không? Anh cũng vâng. thật thà kể hết. Thế xong rồi khi mà mình nói với anh ấy về cái chuyện đấy thì anh như thế nào? Thề hứa hay là anh ấy nói rằng là thật ra thì anh chả thương gì cô ấy mà cũng một lần do đến làm rồi uống rượu rồi là sau đấy hôm ấy chả hiểu làm sao đấy là lại thành ra đi ngủ với cô ấy, thế xong sau đấy thì là nó cứ trượt đà đi tiếp, hay là anh rất thương cô ấy, thật ra cô cũng là người rất là tốt mà chẳng qua là quá chồng cô ấy thôi. Anh có tâm sự gì với cô ấy, anh thề anh hứa làm sao không? Đến sau em nói thì anh nói là thực tình là anh cũng vô tình anh gặp rồi, anh ngờ là quá chồng rồi anh đi lại thế sau tóm anh lại là chả mất gì đó vâng, kiểu thế. Anh nói là anh bây giờ anh đi lại nhưng mà thực tình anh biết bây giờ anh sẽ thôi, anh không có đi lại nữa, bây giờ còn gia đình con cái anh nói nữa nhưng mà thực tình cũng không có, anh chỉ nói thế thôi. Xong rồi anh lại cũng đi lại bình thường nữa. Đúng là em bắt gặp bao nhiêu lần rồi bây giờ em không có giải quyết được vấn đề chị em nhờ. Đúng là anh em nói rồi cũng không thể được. Thứ nhất là anh ấy lớn tuổi rồi. Anh em người ta gọi là anh em kiến giả nhất phận, không có ai hơi đâu đi. Ra cái chú này chú mới 17, 18 lôi chú ra đánh cho một trận rồi, nói rằng là mày thế nọ mày thế kia. Chứ bây giờ ông anh 55, ông anh bà chị 60 nói làm sao được, thằng em 45, 44. Và có chăng thì người ta nhắc là cẩn thận đừng lấy để cho nó tan cửa nát nhà ảnh hưởng các con. Ta nói thế chứ còn nói thế nào nữa đúng không? Mình có bao giờ mình gặp cái cô bé kia không? Dạ chưa, em thì em biết thôi chứ em chưa có gặp lần nào anh ạ, em biết thôi. Thật ra thế này này, thứ nhất là người cô là người làng. Một mặt thì mình cứ nói là giáo dục chồng thì cũng hơi được quá nhiều. Một mặt thì mình nhắc nhở chồng rồi. Dạ. Nhưng một mặt thì mình hoàn toàn có thể gặp cô kia, không phải đến nhà tay cầm dao dọa là tao rạch mặt mày rồi mày cướp chồng tao. Như cái kiểu ấy mình là người đàng hoàng mình không làm và mình cũng chẳng bắt được quả tang cái gì cả. Thế nhưng mà mình đến nhà chơi bình thường và mình nói chuyện rằng là thật ra thì
chị rất là buồn, chị rất là thất vọng. Chị cũng biết là em với chồng chị cũng có quan hệ tình cảm, và thật ra chồng chị là cái người mà rất là thương yêu vợ con, cho nên là khi chị biết chị hỏi thì anh cũng đã khai thế này, đã thú nhận thế kia. Và hôm nay thì thật ra thì chị đến đây mong muốn việc đầu tiên là chị mong muốn thế này, yêu cầu em thế kia, không được thế này. Nếu mà chồng của chị mà vẫn còn đến thì em cứ alo cho chị ABC. Thì chuyện này chỉ có chị với em với lại chồng chị biết. Còn thì chúng ta chả là người xa lạ gì. Tất nhiên chị biết rằng em đang thiếu thốn tình cảm, em thiếu một cái người đàn ông. Nhưng mà thiếu thì ở ngoài đời không thiếu gì. Chứ đừng có bon chen với chồng chị. Chị mà nói lần đầu không được, lần thứ hai thì khi mà chuyện nó vỡ lở ra thì em cũng là người mà nó mất hết danh dự trong làng ngoài xóm, mình còn sống, còn có người nọ người kia, vân vân. Mình nói tình cảm thế đi. À anh ơi, anh cho em ngắt lời một tí. Cái hôm mà em thấy gọi rất nhiều đó, em thấy có số của cô đấy. Em gọi cho cô đấy, em bảo là gì này. Em nói rất bình thường thôi, em nói là em ơi, sao dạo này chị thấy anh và chị với em gọi điện đến nhau nhiều thế? Thì có công có việc gì thì anh em hẳn gọi điện, mà không thì thôi. Chứ bây giờ anh có gia đình rồi, chị biết là bây giờ em hóa chồng thì em tự do, nhưng mà bây giờ anh thì khác. Con cái lớn rồi thì nó lại nói như thế này này. Nó lại bảo là chị thấy em gọi điện cho chồng chị lúc nào, nói là chồng chị tốt đẹp thì nọ thì tệ, ý là nó muốn chửi lại em cái kiểu đó. Nhưng mà thực tình em nói rất bình thường vì mình không có muốn làm căng. Nói anh thông cảm, bắt được ăn ngủ với nhau thì chưa ăn ngủ, nhưng mà thực tình chồng cũng đã nhận rồi. Mà cái cô kia là cô cứ nói cái kiểu ra giọng là đề cao cô ấy không có thì nọ thì tóm lại là chồng chị chả là cái gì để mà tôi phải thế nọ, tôi phải thế kia. Tôi không phải thèm, tôi đến tôi cướp chồng chị, mà đây là chồng chị tự đến mò đến, đúng không? Thôi thì người ta cũng gọi là, các cụ cũng bảo là cả vú lấp miệng em gái đĩ ra mồm, người ta cũng phải có cái chống cự một tí. Chả nhẽ mình vừa nói người ta thú nhận hết như là chồng mình, mấy người được thật thà như chồng mình. Nhiều ông chồng hỏi một cái có bắt được quả tang rồi còn cãi sống tại chết, nói hôm ấy chả hiểu sao đây là anh bị lừa, anh bị gài bẫy, anh bị thế nọ thế kia. Được cái người mà thật thà khai báo như là ông xã cho mình cũng không phải dễ đâu. Thế một mặt thì đấy, anh nghĩ rằng là mình phải tấn công hai mũi, một mặt thì mình phía bên kia, một mặt thì phía bên này. Hai nữa là anh chồng mà đã cam kết là không, nếu như còn tái phạm mình phải có biện pháp, cũng giống như là mình tuyên truyền giáo dục ở ngoài đời, mà lần thứ nhất thì cảnh cáo, lần thứ hai thì phát trên loa xã, lần thứ ba thì phạt chứ. Ví dụ như là đấy, hôm nay lại vẫn mò đến đây, vẫn còn lưu số điện thoại, hôm nay nhìn thấy là điện thoại gọi điện cho cô 18 phút, thế xong rồi lại thấy ở phi xe từ trong nhà cô ra, thì tối nay nghỉ ăn cơm. Nó phải có những cái hình thức trừng phạt trong các cái việc uốn nắn, thì một mặt là tâm lý tình cảm, một mặt thì cũng có phải có những cái biện pháp. Ông chồng nhà mình là nắn được, ông này không phải là dạng mà gọi là ngoại tình kinh niên, hay là ông cũng không phải đến nỗi cáo già gì đâu. Chẳng qua là bởi vì gặp cái đối tượng mà thực ra thì người ta chẳng có gì mà mất. Một người tự do thế, và người ta cũng đang thiếu thốn thế mà. Đấy, tóm lại như thế. Chứ còn thì ông ấy không phải là người ngoại tình kinh niên, mà cái người mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện là hở ra là đi gặp với cô nọ cô kia. Chẳng qua đây là đối tượng nó ngẫu nhiên thôi. Thế thì về phía ông xã nhà mình là đối tượng này uốn nắn giáo dục được, nhưng mà phải tăng cường thêm liều thuốc cao một tí. Rồi, đấy, anh đã hứa với em như thế, em không làm ầm chuyện này lên, em không để cho anh mất mặt trước các con là đã quá đáng lắm rồi, anh có biết em đau như thế nào không? Thế nhưng mà vì em nghĩ đến chuyện đại cục, nghĩ đến chuyện gia đình cho nên em đã không làm gì. Thế còn thì nếu có điều kiện thì đến gặp cô kia mình nói chuyện thật nhẹ nhàng, mà nếu mà được nữa thì mình đề phòng cái người mà người ta đã lưu loa mà. Mình đi với một người nào đó nữa để cho nó có hai người đề phòng, là mình thì không thể làm được những cái điều như họ, nhưng mà họ có thể làm những cái điều nó tệ. Vâng, cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho chị sẽ giữ gìn được hạnh phúc gia đình. Cảm ơn những lời... chào chị. Cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn.